Sáng nay, Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức phiên họp toàn thể xem xét các nội dung của chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và chỉ đạo cuộc họp. Các đại biểu bày tỏ ủng hộ các quan điểm được thể hiện trong dự thảo báo cáo thẩm tra chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến băn khoăn về khả năng đáp ứng nguồn vốn cho chương trình. Trong cái phân bổ nguồn vốn ở đây thì sẽ có từ 3 nguồn, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. Thì tôi cho rằng với một cái phân bổ nguồn vốn như thế này thì đối với các địa phương cũng sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là các địa phương mà hiện tại thu ngân sách trên địa bàn chưa đủ cân đối để chi ấy, mà nhận cân đối từ trung ương ấy, sẽ rất khó khăn. Cái vốn thì tôi nghĩ rằng là cũng không phải lo. Nếu mà đã quyết tâm và chính phủ đã trình được đây là anh cân đối được. Chương trình đầu tư công cũng có thể, anh Tráng trả lời tôi là có thể sử dụng nguồn sự nghiệp được mà. Thế thì bây giờ mình lại đưa các dự án là gì? Các dự án thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương phải được lập, đấy, thẩm định. Lúc bây giờ mình quy định như thế tôi sợ là sau này triển khai nó lại vấp. Về nguồn vốn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, sau khi chương trình Mục tiêu Quốc gia được thông qua, các dự án thành phần thuộc địa phương sẽ được phân cấp triệt để địa phương lồng ghép, điều chuyển các hạng mục và linh hoạt trong phân bổ, bộ chiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát. Tinh thần là phân cấp. Vừa rồi thì Tổng Bí thư đưa ra một cái thông điệp rất mạnh mẽ. Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Cái này các đồng chí cũng đừng phân khoăn là cái chương trình này nó sẽ nằm ở Bộ Văn hóa, không có đâu. Vậy cái này khi Quốc hội thông qua xong thì căn cứ vào các cái dự án thành phần này, các địa phương phải chủ động hết. Dự kiến chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa đến năm 2035 sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới. Và sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ tập trung xây dựng khung pháp lý để đến năm 2026 có thể triển khai ngay.